Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với xóm anime. Các homies được bố mẹ cho ngủ phòng riêng lúc mấy tuổi? Mình là lên đến cấp 2, ban đầu cũng hào hứng lắm, nhưng sau một đêm thức trắng nhìn trần nhà và tưởng tượng ra một đống chuyện kinh dị thì mình quyết định một hôm ngủ với mẹ, một hôm ngủ một mình. Quay trở lại vấn đề chính, hôm nay xin nhà ta cũng được bố mẹ mua cho giường riêng để ngủ. Của cậu thích lắm, thầm mong nhanh đến tối để con được lăn trên giường. Không biết siêu quậy có ngủ ngon trong đêm đầu tiên không nhỉ? Cùng theo dõi tập phim ngay sau đây để biết câu trả lời nhé. Nhưng trước đó, hãy cùng xin khám phá một chiếc mặt nạ mà bố cất giữ trong tủ đựng đồ đã nha. Sẵn sàng chưa? Bắt đầu ngay thôi nào. Tập phim Mặt nạ Hoàng gia. Trên tầng 2, cu xin đang loay hoay làm gì đó với tủ quần áo, ra là ông nhõ chui vào đó để trốn. Chờ xin phát hiện ra một thứ gì đó, cầm lên xem thử, cu cậu sững người hoảng hốt, là một chiếc mặt nạ. Bố Hiroshi nằm trong phòng khách xem vô tuyến, có vẻ là chương trình hài kịch mới làm bố cười to đến vậy. À, xin đấy à con, có chuyện gì không mà lại đứng ở đó vậy? Bố ơi, cái này là gì vậy ạ? À, nó là chiếc mặt nạ chú Kawaguchi mua tặng bố ở cửa hàng lưu niệm chuyên bán đồ Mexico. Mà con tìm thấy nó ở đâu vậy? Bố ơi, đây chính là mặt nạ hoàng gia đó. Phim hoạt hình yêu thích của Kushin bắt đầu chiếu tập mới. Action Gunmen đang đánh nhau với kẻ xấu để cứu Mimiko. Cô bé đang bị trói tại một chiếc cột phía sau. Bỗng có luồng ánh sáng phát ra từ trên trời. Một quả dưa lưới đáp xuống mặt đất. Chỉ một giây sau, một người đàn ông lạ mặt trong trang phục màu xanh lá cây xuất hiện. Action Gunmen không hề biết anh ta. Mimiko vội giải thích, đây chính là mặt nạ hoàng gia. Người đàn ông bí ẩn sống hòa mình trong cộng đồng. Khi tham chiến sẽ đeo mặt nạ, mặc một bộ sui và áo choàng có mùi xạ hương. Sẽ nghỉ vào thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ giống như công nhân viên chức nhà nước. Thế rồi anh ta cười lớn, nói rằng Action Gunmen có muốn bị biến thành dưa lưới không? Kushin xem đến cảnh này thì phấn khích lắm. Bố bên cạnh vẫn mơ hồ và mông lung. Sau khi đọc phần giới thiệu trên bìa đựng đĩa CD, bố mới hiểu được đây là một nhân vật phản diện trong bộ phim hoạt hình này. Đúng rồi ạ, là đối thủ mạnh nhất của Action Gunmen đó. Melororo, bố thử đeo cái mặt nạ này và hóa trang thành mặt nạ hoàng gia đi ạ. Nhìn cậu con trai hào hứng như vậy, bố đành thở dài gật đầu. Hãy xem đây, ta chính là phản diện xấu xa nhất. Mặt nạ hoàng gia, Melororo. Ôi, bố giống người đàn ông đó thực sự. Xin cũng phải hóa thân thành Action Gunmen thôi. Tuyệt chiêu, cú đấm Action. Bố trúng đòn, ngã ngửa ra phía sau. Kẻ xấu bị hạ gục rồi. Ơ kìa, không được ạ. Mặt nạ hoàng gia không yếu ớt như vậy. Bố phải phản đòn lại chứ ạ. Hey, được được, đằng nào hôm nay cũng là chủ nhật. Chơi với siêu quậy chút coi như là tập thể dục. Thế là hai bố con nô đùa ầm ĩ. 17 phút sau, bố đầu hàng, bảo cu cậu cho bố nghỉ chút. Tấm thân già cỗi này mệt quá, nhưng sao không tháo được cái mặt nạ ra thế này? Trời đất, thắt nút gì mà chặt thế? Tại xin không biết thắt nơ hình con bướm nên cố thít chặt nhất có thể ạ. Con ơi là con, báo quá vậy. Thế mẹ Misae đâu nhỉ? Mẹ đi mua sắm rồi ạ. Chậc, thế này thì làm ăn gì được đây? Bố ơi, con đói rồi ạ. Nhà có gì ăn được không ạ? Cũng chưa rồi. Để bố xem trong bếp có thức ăn gì không để nấu. Nhìn bố mở cửa tủ lạnh với chiếc mặt nạ, siêu quậy cảm thán, đây chính là chiếc tủ lạnh của mặt nạ hoàng gia sao? Chúng ta có màn quay vlog một ngày của mặt nạ hoàng gia. Đầu tiên là xuống bếp nấu ăn, thái hành này, trần mì cho đến khi chín rồi đổ ra giá cho ráo nước. Sau đó đổ nước canh vào để oánh chén thôi. Sao con nói nhiều quá vậy xin, mau ăn mì đi không nó trương hết lên. Dạ, con ăn ngay đây. Bố đừng biến con thành dưa lưới là được ạ. Ủa là sao? Mặt nạ hoàng gia sẽ biến đối phương thành dưa lưới nếu họ không nghe lời anh ta. À, thế thì siêu quậy ăn nhanh đi, không bố Melororo đấy. Dùng bữa xong thì nằm nghỉ và xem vô tuyến một lát. Thì ra đây chính là nghỉ lễ trong truyền thuyết của mặt nạ hoàng gia. Xin nhất định phải kể với các bạn mới được. Cu cậu chạy một mạch ra khỏi nhà. Một lát sau thì Masao đi đến. Cậu nhóc bấm chuông cửa để rủ xin ra ngoài chơi với mình. Mà khổ, bấm mãi chẳng thấy ai kia đáp lại. Lẽ nào ông tướng vắng nhà? Bố đang nằm ngủ trong phòng khách, lờ mờ nghe thấy tiếng gọi xin thì tỉnh lại. Nhìn thấy mặt mình phản chiếu trong TV, bố giật mình sợ hãi, không tháo nó ra được nên vậy đó. Bố đứng dậy, tạo dáng và đọc lời thoại của mặt nạ hoàng gia. Kể ra thì bố diễn cũng đạt đấy, tại xem phim quá 180 phút ấy mà. Và những hình ảnh đó in sâu vào trong mắt Masao, đầu cơm nắm hoảng sợ. Tại sao mặt nạ hoàng gia lại ở trong nhà xin vậy? Bố cuối cùng cũng phát hiện ra cậu nhóc, vội cất lời chào. Nhận thấy Masao nhìn mình chằm chằm, bố nổi hứng liền trêu nhóc ấy. Ta đang trên đường đi ngắm tòa tháp Tokyo chọc trời thì mệt quá, thấy ngôi nhà này thì ghé qua nghỉ một lát. Chẳng nhẽ đây là nhà của bạn ngươi à, nhóc con? Nhân viên giao hàng đây ạ, nhà mình ra nhận đồ nhé. Không ổn, đeo cái mặt nạ này ra nhận thì người ta cười chết. Bố đành nhờ Masao ra nhận hàng giúp mình. Đầu cơm nắm sợ hãi suy nghĩ, giờ mà không làm theo lệnh thì cậu nhóc sẽ bị biến thành dưa lưới mất. Không ngần ngại, Masao nhận lời ngay.
Cu cậu bê gói hàng thật cẩn thận vào và đưa bố. Hóa ra là quà của đối tác kinh doanh gửi cho, mấy loại nước ép trái cây. Masao, cháu có muốn uống nước ép hoa quả không? Dạ, có ạ. Ok, thế cháu ngồi kia đợi chú chút nhé. Quan sát bố trong phòng bếp, đầu cơm nắm thắc mắc, không biết bộ xui và chiếc áo choàng thường ngày của mặt nạ hoàng gia đâu rồi nhỉ? Liều một phen, Masao cất lời hỏi. À, thứ bảy chủ nhật chú không phải làm việc nên không cần mặc vest. Chính nó, kỳ nghỉ cuối tuần và các kỳ nghỉ lễ trong truyền thuyết, bố vừa hay đem ly nước ép ra cho cậu nhóc, là nước ép dưa lưới. Đầu cơm nắm sợ đến bay màu. Vì sao ư? Vì rất có khả năng đây chính là Xin. Mặt nạ hoàng gia đã biến nhóc ấy thành dưa lưới để rồi ép nước và đưa cho Masao uống. Đầu cơm nắm nhớ lại những khoảnh khắc chơi đùa vui vẻ với siêu quậy mà không kìm được nước mắt. Cháu cũng thích loại nước này à? Có cần chú đổi không? Dạ, không không, cháu uống ngay đây ạ. Để chú lấy thêm bim bim cho, cô Xin chắc sắp về rồi. Bố cầm hộp chocobi trên tay định đem ra cho Masao, thì cậu nhóc đã rời đi từ lúc nào, vừa chạy vừa gào thét tên em. Cậu bảo mặt nạ hoàng gia ở nhà mình á? Tớ nghĩ cậu nhầm. Đáng lẽ giờ này hắn ta phải quay trở về tinh vân mặt nạ M88, quê hương của hắn rồi. Trời trời, Kazama nổi tiếng, không xem các chương trình dành cho trẻ con mà sao nắm rõ thông tin thế? Ừ thì tớ chốt xem một ít, được chưa? Chợt cả ba nghe thấy tiếng khóc thất thanh của ai đó, là Masao. Cu cậu nhìn thấy Shin thì lao thẳng đến ôm chầm lấy ông nhõi. Mặc cho các bạn hỏi có chuyện gì xảy ra mà khóc thảm thiết thế, đầu cơm nắm nhất quyết ôm siêu quậy không buông, nói tưởng nhóc ấy bị biến thành dưa lưới rồi. Trong sân vườn nhà Nohara, sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện, cả đám mới thở dài bất lực quay sang nhìn Masao. Không hiểu động lực nào khiến cu cậu nghĩ rằng bố của Shin là mặt nạ hoàng gia vậy. Tại vì là... Tóm lại, cậu tưởng tớ bị biến thành dưa lưới đúng không? Xong bị ép uống nước. Thế hỏi nốt công này, uống ngon không? Uống rất ngon. Nhị cũng tội, chắc Masao bị dọa sợ lắm. Đúng là trẻ con mà. Tập phim, Xin tập ngủ riêng. Gia đình Nohara đang đi siêu thị mua sắm, mà sao không nhìn thấy cu Xin nhỉ? Bố mẹ ơi, con muốn đi ngủ ạ. Vừa nhắc đến Tào Tháo, thì Tào Tháo xuất hiện, bố thở dài. Vừa ngủ dậy con gì? Thì Xin muốn ngủ tiếp nên bố mẹ mua chiếc giường này nha ạ. Không được nhé, hôm nay cả nhà đến đây để đi mua những nhu thực phẩm thiết yếu, không phải cái này. Mau đứng dậy đi thôi. Kính chào quý khách, mặt hàng này hiện đang được giảm giá đặc biệt lên đến 20% so với giá gốc. Chúng tôi rất mong được phục vụ ạ. Tôi xin lỗi. Chúng tôi không... Không để mẹ nói hết câu, chị nhân viên đã đến trước mặt bố để hỏi ý kiến. Bố gượng cười, nói rằng cũng định mua thứ bé bé giống như chiếc giường này. Chị ấy nở một nụ cười chuyên nghiệp, ra tuyệt chiêu, khen bố là một người bố tốt vì đã có kế hoạch làm phòng riêng cho cậu con trai cưng. Được khen nên bố phồng cả lỗ mũi, mẹ đứng cạnh liếc nhìn âu yếm, đến chán. Mặt hàng giường này không bao giờ được giảm giá, thế mà hiện tại lại có, nên nếu cả nhà để lỡ mất cơ hội này, chắc chắn sẽ tiếc lắm đấy. Cuối cùng, mẹ đành gật đầu và rước nó về nhà. Bố loay hoay xem bản hướng dẫn để lắp, siêu quậy đứng bên cạnh quan sát, nóm thích thú lắm. Đây, chăn ga gối nệm của giường mới đây, có chán không? Người ta tỏ ra đáng yêu một tí mà đã bị mê hoặc xong mua luôn rồi. Thì mẹ là người đồng ý mà, làm việc vất vả rồi ạ. Bảo bao lần, phải nói con cảm ơn mẹ rồi cơ mà, ăn đòn thêm lần nữa cho nhớ nhé. Ôi đau quá, Xin biết lỗi rồi, để Xin nói lại, con cảm ơn mẹ. Với giờ có giường mới, Xin tập ngủ riêng đi nhé. Thật ạ, tuyệt quá, thế là không phải nghe tiếng ngáy của mẹ nữa. Con với chả cái, chỉ vậy là nhanh. Ace, rốt cuộc cũng xong, cái này lắp khó hơn bố tưởng. Có việc đáng lo hơn đây, không biết siêu quậy ngủ riêng một mình thế nào, có quen không nữa. Bố cười cười, bảo mẹ yên tâm, đây là cơ hội tốt để cu cậu tự lập. Trên tầng, Xin đang rất vui vẻ nhảy nhót trên chiếc giường mới, để lấy thêm ít đồ chơi để bên cạnh. Đó, tuyệt vời. À, quên mất còn một thứ nữa, đó chính là chocobi. Mà sao trong tủ lại không có nhỉ? Con làm gì đấy Xin? Dạ, con đang tìm chocobi ạ. Mẹ có biết nó ở đâu không? Tất nhiên là có, mẹ mới mua về để cho con ăn mà. Nhưng mà nghe mẹ dặn đây, lát nữa còn ăn cơm tối nên là Xin ăn một ít thôi nhé. Ông nhõi gật đầu, cầm lấy hộp bánh rồi chạy một mạch lên cầu thang. Mẹ tò mò, liền đi xem thử. Chà, con đã chuẩn bị hết mọi thứ ở trên giường sao? Đúng rồi ạ, mẹ có muốn ngủ cùng Xin không ạ? Thôi, mẹ nằm phòng ngủ dưới tầng 1 cũng được. Với đưa mẹ hộp chocobi, không ăn đồ ngọt trên này, làm rơi rớt ra bẩn lắm. Không muốn đâu ạ, thiếu nó thì cái giường này không thể hoàn hảo được, mẹ trả lại cho Xin đi mà. Loáng một cái đã đến chiều tối, mẹ đang nấu cơm trong bếp. Mẹ ơi, đã ăn tối chưa ạ? Con muốn đi ngủ ạ. Đã ăn tối đâu con? Thế thì mẹ làm đồ ăn nhanh lên đi ạ. Rồi rồi, mẹ đang cố gắng hết sức đây. Bố với Hima ở ngoài phòng khách xem vô tuyến. Hima thì trèo lên người bố chơi. Cú Xin bước ra, ngồi bên cửa sổ, ước gì trời tối thật nhanh. Màn đêm đã buông xuống, siêu quậy vội nói chúc bố mẹ ngủ ngon rồi phi thẳng lên lầu. Mẹ thở dài, xem chừng ông nhõi thích thú lắm, chạy nhanh thế mà. Không biết Xin có thấy buồn khi phải ngủ một mình không?
Mẹ yên tâm, người mẹ cần lo là bản thân mình kìa. Chưa gì mẹ đã cảm thấy cô đơn khi ngủ một mình rồi. Bố thật là, tất nhiên là mẹ lo lắng rồi. Chợt bố khựng lại, nệm của cu xin được trải ngay bên cạnh bố. Có lẽ theo thói quen nên mẹ vẫn nghĩ siêu quậy ngủ cùng. Bố vội bảo, dù gì xin cũng là con trai, tập ngủ riêng cũng tốt cho sự phát triển sau này. Nói gì thì nói, mẹ vẫn có chút buồn buồn. Trên tầng, siêu quậy phấn khích, lăn qua lăn lại. Giờ cu cậu thoải mái lăn mình mà không sợ đụng phải mẹ hay Hima. Mẹ lo đến không ngủ được, không biết cậu con trai tình hình như thế nào. Bố vội an ủi mẹ, mau ngủ đi, xin chắc chắn sẽ ổn thôi. Siêu quậy cũng đồng tâm trạng giống mẹ, nằm mãi mà chưa ngủ được, không biết mọi người đã ngủ được chưa. Mẹ chờ mình, thấy tay Hima thò ra khỏi chăn, liền kéo để chỉnh lại cho cô bé. Bỗng mẹ nghe thấy tiếng loẹt quẹt như ai đó xuống cầu thang, định bụng ngồi dậy thì bố lắc đầu, ra hiệu mẹ nằm xuống. Xin mở cửa, thấy cả nhà đã ngủ say, liền đóng cửa lại và quay trở lại phòng. Mẹ bật dậy rồi lại nằm xuống, xin nhìn chằm chằm trần nhà, cảm thấy nó thật giống khuôn mặt của một con ma. Sợ hãi, cu cậu trốn mình vào trong chăn. Những lúc như này nên đếm cừu cho dễ ngủ, nhưng mà ông nhõi lại đếm thành sư tử, mà xuất hiện thì lại là một anh chàng quản gia đẹp trai. Nước đi này cồng kềnh ghê, mẹ bên dưới vẫn lo lắng không yên, lần đầu ngủ trên giường, không biết xin có quen không nữa. Chợt, mẹ hoảng hốt ngồi dậy, siêu quậy hay có thói quen lăn lộn, không cẩn thận ngã xuống giường là đau lắm, nên trải mấy tấm nệm xung quanh để khi có ngã cũng không sao. Nói là làm, mẹ lập tức mở tủ lấy đồ nghề. Xin vẫn đang miệt mài đếm cừu, có tiếng khóc vang lên, là của Hima. Cu cậu vội bật dậy khỏi giường, khả năng cao là cô bé khóc vì phải ngủ một mình. Nhưng ai kia đã lầm, Hima khóc vì đói, mẹ đang cho cô nhóc uống sữa, uống xong thì lại ngủ tiếp thôi. Xin, con đã dậy rồi sao? Mọi khi ngủ cạnh bố hoặc mẹ là sẽ không thức dậy như này đâu. Thôi, em có mẹ lo rồi, con quay về giường ngủ tiếp đi, không mai lại không dậy được. Dạ, vâng ạ. Tờ mờ sáng, bố lơ mơ tỉnh lại, phát hiện cả mẹ và Hima đều không có trong phòng. Hóa ra mẹ đã bế Hima lên tầng ngủ cùng Xin từ lúc nào. Thấy vậy, bố cũng trèo lên nằm cùng ba mẹ con. Đang đoạn cảm động thì tiếng kẽo kẹt phát ra từ trước giường. Dầm một tiếng, nó gãy làm đôi, đánh thức cả ba mẹ con. Đúng là giường giảm giá đặc biệt 20% thì chất lượng chỉ chứa được một người thôi. Đồng quá là nó đình công đó. Và đó là những câu chuyện thú vị của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi tới tận phút cuối này. Nếu thấy hay, hãy like và đăng ký kênh ủng hộ cho chúng mình nha. Còn giờ thì, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tới. Dạ, Matene!